Thời sự quốc tế 22 tháng 5 Tổng thống Ukraine gợi ý thời điểm phương Tây có thể quyết định chuyển 7 hệ thống Patriot cho Kyiv. Cơ quan an ninh Ukraine phá hủy hơn 200 thiết bị quân sự Nga trong một tuần. Lực lượng tác chiến đặc nhiệm Ukraine tiêu diệt một nửa sư đoàn hệ thống phòng không bớt của Nga trong 3 tuần. Anh, Phần Lan nâng cấp quan hệ đối tác chiến lược mới để đối phó với mối đe dọa sân lược của Nga. Người nhập cư Trung Quốc Tin Shenjin sẽ sớm về Trung Quốc biểu diễn. Thị trường Philippines bị nghi là gián điệp Trung Quốc. Kim Chi xin kính chào quý khán thính giả. Quý vị đang theo dõi mục thời sự quốc tế thứ tư ngày 22 tháng 5 của DKN Thời sự. Sau đây là phần nội dung bản tin. Tổng thống Ukraine gợi ý thời điểm phương Tây có thể quyết định chuyển bảy hệ thống Patriot cho Kyiv. Tại hội nghị thượng đỉnh NATO ở Mỹ, việc chuyển giao bảy hệ thống Patriot cho Ukraine có thể được đưa ra. Điều này đã được tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố 21 tháng 5. Hãng tin New York Times cho hay, tổng thống Ukraine một lần nữa kêu gọi NATO cung cấp thêm chiến đấu cơ F-16 cũng như hệ thống phòng không Patriot. Theo ông, Kyiv cần nhiều hệ thống Patriot nhưng họ sẽ chấp nhận bảy hệ thống để bảo vệ các khu vực có tầm quan trọng then chốt đối với nền kinh tế quốc gia và ngành năng lượng. Nguồn tin biết rằng ông Zelensky gợi ý một quyết định về việc chuyển giao Patriot có thể được đưa ra khi các nhà lãnh đạo NATO tập trưng tại hội nghị thượng đỉnh ở Washington vào tháng 7. Tổng thống Ukraine đặt câu hỏi, đối với một đất nước đang đấu tranh cho tự do và dân chủ trên toàn thế giới, bạn có nghĩ rằng yêu cầu này là quá đáng dành cho hội nghị thượng đỉnh kỷ niệm NATO ở Washington không? Ukraine rất cần các hệ thống phòng không có khả năng tiêu diệt hoặc tiễn đạn đạo. Vì vậy, giới chức ký liên tục kêu gọi NATO chuyển giao hệ thống Patriot cho họ. Truyền thông đưa tin, thế giới đang thiếu trầm trọng các bệ phóng vào hoạt tiễn Patriot dành cho Ukraine. Ukraine và Israel cần nhiều đạn dược nhất cho hệ thống phòng không. Theo Cơ quan An ninh Ukraine trên Telegram 21 tháng 5, lực lượng đặc nhiệm của cơ quan này đã tiêu diệt 272 quân Nga và hơn 200 đơn vị thiết bị quân sự của đối phương ở mọi hướng trong vòng một tuần. Theo Bộ Tổng tham mưu Ukraine, tổn thất của Nga trong cuộc chiến ở Ukraine ngày qua lên tới 1.380 quân nhân, nâng tổng thiệt hại của quân Nga vượt quá 495.000 người. Ngoài ra, trong ngày qua, lực lượng vũ trang đã tiêu diệt 15 xe tăng, 34 pháo phòng công, 42 hệ thống pháo và các trang bị khác của Moscow. Lực lượng tác chiến đặc nhiệm Ukraine đã tiêu diệt một nửa sư đoàn hệ thống phòng không bớt cửa Nga trong 3 tuần. Những người điều khiển trung đoàn riêng thứ ba của lực lượng tác chiến đặc nhiệm Ukraine đã phá hủy 4 hệ thống hỏa tiễn phòng không bớt cửa Nga trong 3 tuần, tức là một nửa sư đoàn. Lực lượng tác chiến đặc nhiệm cho biết, trên Telegram hôm 21 tháng 5 rằng, trong 3 tuần, những người điều hành trung đoàn riêng biệt số 3 của lực lượng tác chiến đặc nhiệm đã tiêu diệt một nửa sư đoàn hệ thống hỏa tiễn phòng không bớt Nga theo một trong các hướng tác chiến, trong quá trình hoạt động trinh sát, những người điều hành đã phát hiện ra vị trí của bơm. Mục tiêu của nga đã bị máy bay không người lái tấn công kịp thời bắn hạ. Lực lượng tác chiến đặc nhiệm cho biết thêm, cần lưu ý rằng đây là một trong những phát triển mới nhất được đưa vào phục vụ lực lượng tác chiến đặc nhiệm. Kết quả hoạt động hiệu quả của lực lượng là tàn tích sắt của nga bị đốt cháy. Anh và Phần Lan đã ký kết quan hệ đối tác chiến lược mới vào hôm 20 tháng 5 để tăng cường quan hệ và ứng phó với mối đe dọa xâm lược của nga. Ngoại trưởng Anh David Cameron cho rằng mối quan hệ đối tác chiến lược này dựa trên các giá trị chung có thể đưa hai nước xích lại gần nhau hơn và bảo vệ an ninh châu Âu. Theo thông cáo báo chí từ Bộ Ngoại giao Anh, Quốc hội Anh và Phần Lan đã tuyên bố Nga là mối đe dọa trực tiếp và quan trọng nhất đối với hòa bình và ổn định của châu Âu, đồng thời tái khẳng định sự ủng hộ của họ đối với Ukraine và viện trợ Ukraine trong các nỗ lực tái thiết sau chiến tranh. Bộ Ngoại giao Anh tuyên bố rằng cuộc xuân lực quân sự của Nga vào Ukraine đã làm thay đổi căn bản môi trường, an ninh châu Âu. Anh và Phần Lan sẽ cùng chống lại các hoạt động mạng độc hại của Nga và mở rộng hợp tác giữa hai nước về công nghệ, thương mại và ủng phó với tình trạng nhập cư bất hợp pháp. Theo các báo cáo truyền thông toàn diện, sau khi Nga xuân lược Ukraine vào tháng 2 năm 2022, Phần Lan, quốc gia có chương đường biên giới dài 1.340 km với Nga, đã suy nghĩ lại cách duy trì an ninh quốc gia. Ba tháng sau, quốc gia Bắc Âu này, quốc gia duy trì sự trưng lập về quân sự ở châu Âu sau Thế chiến thứ hai, đã chính thức nộp đơn xin gia nhập NATO nhằm được NATO bảo vệ và ngăn mình trở thành Ukraine thứ hai. Tháng 4 năm 2023, Phần Lan chính thức gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương, qua đó viết lại cục diện chính trị, an ninh của châu Âu kể từ sau chiến tranh lạnh vẽ lại việc tái tổ chức và tương phản quyền lực ở châu Âu trong khi Anh luôn là cánh tay trừ lực viện trợ cho Ukraine. Ngoại trưởng Anh David Cameron cho biết, khi chúng tôi làm việc cùng nhau để viện trợ Ukraine, bao gồm cả việc cung cấp viện trợ và huấn luyện quân sự, sau khi chiến tranh bùng nổ, chúng tôi hiểu rõ rằng mối đe dọa xâm lược của Nga sẽ không bao giờ được dừng thứ. Mối quan hệ đối tác chiến lược này được xây dựng dựa trên các giá trị chung của chúng ta sẽ cho phép Vương quốc Anh và Phần Lan hợp tác chặt chẽ hơn với nhau để tăng cường an ninh châu Âu và nắm bắt các cơ hội mới từ khoa học và công nghệ đến liên kết năng lượng chặt chẽ hơn. Năm 2022, Thủ tướng Anh khi đó là ông Boris Johnson đã đến thăm các nước Bắc Âu, Phần Lan và Thụy Điển và ký kết các thỏa thuận bảo đảm an ninh với hai nước. Điều này có nghĩa là nếu hai quốc gia này bị tấn công, Vương quốc Anh sẽ viện trợ bằng nhiều cách khác nhau. Ông Johnson cho biết NATO là một liên minh phòng thủ và không có ý định gây ra mối đe dọa cho người khác. NATO tồn tại để bảo vệ lẫn nhau. Đầu tháng này, Trung tướng Mikkel Heiskanen, phó tâm mưu trưởng quân đội Phần Lan về vũ khí và hậu cần, nói về hạng tin Financial Times rằng lo lắng trước sự trỗi dậy của Nga và sức mạnh quân sự của nước này, Phần Lan với tư cách là thành viên mới của NATO đã tăng cường khả năng sẵn sàng ở biên giới thông qua các cuộc tập trận nhằm chuyển đổi nền kinh tế sang chế độ quân sự và chuẩn bị các căn cứ lưu trữ, thiết bị ở các nước bạn bè láng giềng. Phần Lan và Nga đều chưa là có quan hệ ngoại giao chính thức. Nga có đại sứ quán ở Helsinki, tổng sự lãnh quán ở Tuku và lãnh sự quán ở một số thành phố khác ở Phần Lan. Phần Lan có đại sứ quán ở Moscow, tổng lãnh sự quán ở St. Petersburg và lãnh sự quán ở một số thành phố của Nga. Mối quan hệ giữa hai nước bắt nguồn từ cuộc đại chiến phương Bắc giữa Thụy Điển và Nga vào đầu thế kỷ 18, sau khi Phần Lan là một phần của đế quốc Thụy Điển. Đầu thế kỷ 19, Phần Lan trở thành một phần của đế quốc Nga. Sau cách mạng tháng 2 ở Nga năm 1917, Phần Lan giành độc lập khỏi Nga và ban hành tuyên ngôn độc lập Phần Lan. Chẳng bao lâu, nội chiến Phần Lan nổ ra, Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô Liên bang Nga lại can thiệp. 20 năm sau, Liên Xô xâm lược Phần Lan, chiến tranh mùa đông nổ ra, Phần Lan nhượng 11% phần lãnh thổ, trong đó có Viborg cho Liên Xô. Trong chiến tranh lạnh, Phần Lan giữ thái độ trưng lập giữa phe Đông và phe Tây nhằm ngăn chặn một cuộc chiến tranh khác. Sau khi Nga xuân chiếm Ukraine vào năm 2022, quốc gia EU Phần Lan đã áp đặt các lệnh trừng phạt đối với Nga và Moscow đưa tất cả các nước EU vào danh sách các quốc gia không thân thiện. Bắt đầu từ một giờ chiều ngày 14 tháng 5 năm 2022, Nga đã ngừng cung cấp điện cho Phần Lan ngày 21 tháng 5 cùng năm, Nga ngừng xuất khẩu khí đốt tự nhiên sang Phần Lan. Bắt đầu từ nửa đêm ngày 29 tháng 9, Phần Lan cấm người Nga có thị thực du lịch cho ở nhập cảnh. Và ngày 6 tháng 6 năm 2023, Phần Lan tuyên bố sẽ trục xuất 9 cá nhân khỏi Đại sứ quán Nga ở Helsinki, có buộc họ tham gia vào công việc tình báo và cho rằng hành động của họ vi phạm Công ước Vienna và quan hệ ngoại giao. Trước đây, Moscow đã cảnh báo về các biện pháp trả đũa để đối phó với điều mà họ cho là mối đe dọa an ninh do tư cách thành viên NATO của Phần Lan gây ra. Điện Kremlin cũng tuyên bố rằng Nga sẽ có biện pháp đối phó với việc Phần Lan gia nhập NATO nếu NATO gửi thêm quân hoặc thiết bị tới Phần Lan. Người nhập cư Trung Quốc tin Shenzhen sẽ sớm về Trung Quốc biểu diễn. Màn trình diễn của đàn nghệ thuật Shenzhen là hay nhất trên thế giới. Một người nhập cư từ Trung Quốc cho biết sau khi xem buổi biểu diễn của Shenzhen. Senjin hay thần vận mang nghĩa là vẻ đẹp của những vị thần đang múa. Đoàn nghệ thuật thần vận, nơi hội tụ các nghệ sĩ hàng đầu thế giới, có trụ sở tại New York, Hoa Kỳ. Mỗi năm đoàn nghệ thuật thần vận đều cho ra các tác phẩm hoàn toàn mới và lưu diễn toàn cầu tại các nhà hát đạt chuẩn quốc tế. Senjin hay thần vận là đoàn nghệ thuật đầu tiên trên thế giới kết hợp thành công hai hệ thống âm nhạc phương Đông và phương Tây hoàn toàn khác nhau. Phương nền kỹ thuật số của đoàn nghệ thuật thần vận được cấp bằng sáng chế với sự điều luyện của diễn viên đã tạo ra các tác phẩm đặc sắc khiến người xem như rơi vào khung cảnh thực. Mới đây một người Trung Quốc tên là Hải Phong đã đến trung tâm biểu diễn nghệ thuật Providence ở Host Island để xem biểu diễn của đoàn nghệ thuật biểu diễn thế giới Senjin và rất ấn tượng trước trình độ biểu diễn cũng như đánh giá cao ý nghĩa văn hóa mà Senjin mang lại. Hải Phong xúc động nói, thần vận có một di sản văn hóa cổ điển và biểu diễn rất phong phú. Ông nói rằng Ông đã xem năm hoặc sáu buổi biểu diễn của thần vận. Ông khen ngợi kỹ năng của các diễn viên, nội dung, thiết kế và phong nền kỹ thuật số của Senjin. Hải Phong cho biết tại nhà hát rằng ông rất tự hào khi thấy rất nhiều người dân Hoa Kỳ yêu thích thần vận. Ông nói Senjin rất thành công trên các thế giới, nhiều người nước ngoài rất thích họ. Đêm đó, Hải Phong đã có một chuyến đi đặc biệt để xem buổi biểu diễn của Senjin ông cảm thấy chuyến đi này rất xứng đáng ngoài việc đánh giá cao màn trình diễn tuyệt vời ông còn đau buồn trước câu chuyện về cuộc đàn áp các học viên pháp luân công được thể hiện trong màn trình diễn và cảm thấy môi trường tu luyện ở trung quốc của các học viên pháp luân công là rất khó khăn ông nói tôi biết về nhóm học viên pháp luân công ở trung quốc tại sao những màn trình diễn hay như vậy một nhóm người tốt như vậy mà lại không được biểu diễn ở trung quốc thật đáng tiếc phải không Ông nói rằng một số người bạn mà ông biết ở Trung Quốc cũng đã nói về Shenzhen và rất tiếc vì đoàn nghệ thuật này không thể biểu diễn ở Trung Quốc. Ông và những người bạn của mình cảm thấy Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tức đoạt các quyền của người dân Trung Quốc. Hải Phong nói, tôi nghĩ sớm muộn gì, Shenzhen cũng sẽ trở về quê hương Trung Quốc. Tôi tin rằng đây là sự mong đợi của nhiều người và chắc chắn điều đó sẽ xảy ra. Thị trưởng Philippines bị nghi là gián điệp Trung Quốc Đài AFA đưa tin hôm 20 tháng 5 rằng, cảnh sát Philippines trước đó đã phá vỡ một nhóm lừa đảo trực tuyến quy mô lớn ở Bambon, tỉnh Talac và giải cứu hàng trăm người. Vụ án đặt ra câu hỏi về lý lịch của Quách Hoa Bình, nữ thị trưởng người Philippines gốc hoa của khu vực Bambon. Một số thành viên quốc hội thậm chí còn nghi ngờ rằng bà là gián điệp cho Đảng Cộng sản Trung Quốc. Cảnh sát Philippines đã giải cứu hơn 200 cơ dân Trung Quốc và ba người Đài Loan khỏi tổ chức lừa đảo này. Trung tâm nhóm lừa đảo có diện tích khoảng 8 hecta và được ngụy trang thành một công viên cờ bạc ngoài khơi, được trang bị các cửa hàng tạp hóa, nhà kho, bể bơi, hầm rượu và các cơ sở khác. Quách Hòa Bình sở hữu một nửa quyền sở hữu công viên cờ bạc này và trung tâm lừa đảo nằm phía sau văn phòng của Quách. Tại phiên điều trần tại Thượng viện, Quách khai rằng mình đã bán phần tài sản và đất này từ lâu, đồng thời không tha thứ cho hành vi lừa đảo trong sòng bạc cũng như không đóng vai trò làm ô bảo vệ. Điều đáng lo ngại là họ quách không phổ biến lắm đối với những người Philippines gốc Hoa. Tuy nhiên, hầu như không ai trong khu vực biết đến quách trước khi bà được bầu làm thị trưởng vào năm 2022. Theo hồ sơ công khai, Quách đã không đăng ký giấy khai sinh cho đến khi 17 tuổi và không đăng ký làm cử tri đủ điều kiện cho đến năm 2021, một năm trước khi bà ra tranh cử. Theo đài BBC, Quách nói thông thạo tiếng Philippines và tự nhận là con gái của một người chăn nuôi lợn ở nông thôn. Mẹ Quách là người Philippines và cha bà là một Hoa Kiều, nhưng hồ sơ chính thức cho thấy cha bà là công dân Trung Quốc. Quách giải thích rằng bà sinh ra ở nhà chứ không phải ở bệnh viện và được giáo dục ở nhà cho đến khi học cấp 3 nên đến năm 17 tuổi bà mới không đăng ký giấy khai sinh. Một số thành viên Quốc hội Philippines nghi ngờ Quách Hoa Bình là gián điệp cho Đảng Cộng sản Trung Quốc Tổng thống Ferdinand Marcos cũng nghi ngờ về quyền công dân của Quách. Tổng thống Philippines ủng hộ việc tiếp tục chi tiền danh tính của Quách để xác minh xem bà có đủ điều kiện giữ chức vụ công hay không. Nếu không thể chứng minh quyền công dân của mình, bà Quách có thể bị buộc tội khai man. Tuần trước, chính quyền đã yêu cầu đình chỉ bà Quách để chờ điều tra. Thưa quý vị, mục tiêu sự quốc tế của DKN đến đây tạm dừng. Quý vị đừng quên bấm vào nút đăng ký kênh và nút chuông để nhận được thông báo về những bản tin mới nhất của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại quý vị trên các bản tin tiếp theo.